Vâng, mẫu xe Audi Q7 thì hiện tại đang có mặt tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh các bác nhá. Nếu bác nào mà ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì có thể là qua xem trực tiếp một cái mẫu xe Audi Q7, phải nói là rất đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Và chỉ với cái cửa tiền bên em đang bán là 335 triệu thôi. Một cái mẫu xe 7 chỗ ngồi rất là đẹp và một cái thương hiệu rất là nổi tiếng các bác nhá. Đây, em sẽ cho các bác xem về cái phần nội thất. Cái mẫu xe này phải nói là cực kỳ đẳng cấp. Vừa sáng nay bên em mua được và hiện tại là vừa rửa ráy xong nên sóng luôn cho các bác đây các bác nhá. Các bác nhìn cái khoang máy như này thì thể hiện con xe đẹp hay xấu thì biết ngay là các bác này. Thấy chưa? Khoang máy của nó xuất sắc luôn các bác. Vâng, thông thường thì những cái mẫu xe thì em quay chi tiết cũng như là giới thiệu phần bên ngoài cho các bác trước. Nhưng mà riêng cái mẫu xe Audi Q7 này thì em phải quay phần nội thất cho các bác. Bởi vì mẫu xe này nội thất của xe còn giữ quá là đẹp luôn. Đấy, chủ xe đã lên phần trần da lộn, toàn phần trần này. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh các bác nhá. Xe này thì sẵn sử dụng thôi. Mới sáng nay bên em mua về và hiện tại đang có mặt tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Qua nhìn đây, đấy chủ xe đã lên màn hình đời cao rồi. Xe khỏi phải bàn về chất lượng luôn. Anh chị nhìn là cái màn hình của nó sắc nét này, nét này nẹt luôn. Đấy, mà chỉ có 335 triệu cho cái mẫu xe Audi Q7 của bên em này thôi. Mẫu xe của bên em thì được sản xuất năm 2006, xe rất là đẹp, còn nguyên bản luôn các bạn. Đấy, những Audi mà còn giữ được như này thì không phải là nhiều. Đấy, tất cả những chi tiết nội ngoại thất của xe thì em sẽ quay cho các bác đầy đủ hết nhé. Đây, các bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Audi Q7 đang có mặt tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, phải nhấn mạnh các bác một điều là xe này nó rất là đẹp. Các bác mua về là sẵn sử dụng, không phải bỏ ra 1.000 nào về cái vấn đề là chi phí dọn dẹp sửa chữa nữa cả. Đến có thể chạy thử và lấy xe về được luôn. Đấy, bản này thì nó là bản 3.6, xe có mặt tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, sẵn sử dụng thôi các bác. Rất là đẹp. Mới sáng nay em mua về và lên sóng trực tiếp cho các bác luôn được đây ạ. Đấy, nội ngoại thất con xe thì khỏi phải bàn luôn. Về chỉ có rửa nước nã là lên sóng cho các bác luôn được rồi. Đấy, tất cả những chi tiết của xe thì khỏi phải bàn. Về là các bác cứ đổ xăng vào là chạy thôi, không phải lăn tăn về cái chất lượng đâu. Đảm bảo cho các bác chất lượng, chạy từ Nam ra Bắc luôn. Đấy, Audi Q7 đời 2006, xe còn nguyên bản và rất là đẹp luôn. Đây các bác nhìn đây. Từ đây mở những khoang máy lên cho các bác xem phần khoang máy mới thể hiện đẳng cấp của con xe này. Với đời 2006 mà giữ được khoang máy như này thì không có mấy con còn được giữ được khoang máy như này các bạn. Đấy, khoang máy của nó đây các bác nhìn đây. Khoang máy của nó mà chưa cần rửa, chưa cần vệ sinh, nó đã sạch bóng rồi. Máy con này nó vẫn là máy zin nguyên bản luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn cái khoang máy như này thì thể hiện con xe đẹp hay xấu thì biết ngay là các bác này. Thấy chưa? Khoang máy của nó xuất sắc luôn các bạn. Quá là đẹp. Với cái giá tiền là 335 triệu. Bác nào ưng thì đến trực tiếp tại quận 12 để xem xe các bác nhá.